chào bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh YouTube của em Như La Cà nha. Rồi tới con kìa. Xin chào bà chú. Con tên gì? Con tên Uy Minh. Uy Minh hả? Rồi Uy Minh ở nhà tên là gì? Henry. Tên là Henry. Dạ. Rồi hôm nay Henry với mẹ cùng nhau ăn cháo nha. Rồi mẹ cho con cái muỗng. Hôm nay mẹ con của Như sẽ ăn cháo lòng với lại má heo nha ông bà cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ cho ảnh uống một miếng nước. Nãy giờ ảnh đòi uống nước rồi. Đây, người lớn trước. Người lớn một miếng trước. Đúng rồi. Người lớn một miếng trước. Rồi, bây giờ xong rồi tới em bé. Tới người nhỏ. Đó con. Đúng rồi. Lớn nữa đó con nít luôn. Rồi bây giờ thì con xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn. Con xin mời đây, con mời đi. Con xin mời ông bà cô chú. Rồi giờ. Đã quá. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình ăn nha. Rồi bây giờ con ăn cháo đi. Bây giờ thì em xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn nha. Đây là cho con một miếng thịt coi. Con xin đàng hoàng chứ sao kêu coi. Xin cho con mẹ cho con xin một miếng thịt cô coi. Xin cho con một miếng thịt. Đây mẹ sẽ cho con một chiếc tim này, cái miếng tim nè, miếng tim này. Đây mẹ sẽ xé giùm con nha. Rồi đó. Miếng tim hả? Ừ, con ăn đi. Miếng tim con thích ăn quá à. Rồi đây bây giờ em xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Chấm một miếng phèo này cả nhà. Phèo ăn không có bị đắng. Con ăn cháo ngon. Nóng quá. Con ăn cẩn thận nha. Cháo ở đây bán anh này thích ăn nha. Đây là cái này là dồi hả ta? Dồi huyết. Dồi huyết không mà cô chú. Em có mua thêm má heo nữa. Với lại lòng này kia. Nhưng mà cô chú anh chị biết thiếu gì không? Thiếu về cháu quẩy. Rau sống. Cái chỗ này em ăn là ngày xưa là nó gần cái trường em dạy á. Hồi đó mà buổi sáng em đi dạy cái em mua cháo này em ăn nữa nha. Là mua một bịch đó là một phần là 25.000 là không hết luôn. Nhiều lắm. Cháo ngon không? Dạ quá. Con phải xé ra. Dạ. Mày xé nhỏ giúp con nè. Nó mềm á chứ không có thấy đâu. Tại con phải cắn, con phải vị ra thì nó mới thấy được. Trời giỏi. Đó. Con ăn giỏi nha. Em nhớ cái đợt dịch đó mà cô chú. Là không thiệt là một cái nhớ tới đó là thiệt, nó nhật có nhiều cái nó khó khăn. Ăn uống á thèm cái gì cũng không có ăn mà đi ra đường cũng khó. Cái gì
hồi đó em làm trong trường mầm non á, cái đang làm như vậy á, cái dịch cái dịch đó cả nhà, cái là đóng cửa trường, đâu có cho học sinh đi học đâu, mà có nhiều trường á thì người ta kiểu như mà doanh nghiệp người ta gồng nổi á thì có hỗ trợ lương cho giáo viên, còn bên em làm á là không có hỗ trợ lương cho giáo viên rồi nghỉ dịch. Với lại cái lúc đó là nó có vaccine rồi đó cả nhà. Thôi con ăn đi, con đừng có phá nó rớt á, con ngoan nha, ăn đi rồi mẹ đi chở cho con ăn gì. Ok, rồi cái nó có bắt đầu có vaccine, nó là những người mà dạng như là giáo viên nè, hoặc là bác sĩ hay đồ này kia là sẽ được ưu tiên á, có nhiều ngành ngành nghề được ưu tiên chích trước lắm. Là lúc đó là em là cũng thuộc dạng nằm trong là ưu tiên để được chích đó. Cái mà trường em lúc đó đóng cửa nghỉ tại vì không có chịu nổi á, cái phải giống như là đóng cửa cái chi nhánh đó, cái là em bị không được chích luôn, là ai cũng chích ngừa vaccine hết, có mình em là lúc đó là em được chích. Cho tới lúc mà lúc đó các em bán thêm ở nhà, cái không có kiếm được thêm thu nhập á, tại vì nghỉ dạy rồi á, các em bán đồ ăn đồ uống rồi nè, tại nhà em ở ngay chợ á, cái bán đồ ăn đồ uống á, nhưng mà ha, sợ lắm, tại vì nhà lúc đó là có Henry nó còn nhỏ. Cái Cho lấy cái cây á, nhà em là lấy cái cây. Đó con còn nhỏ, con ói, con bị bệnh, mẹ dẫn con đi bác sĩ á. Con được chích ha. Nhưng con được bị chích ngừa á. Thế xong rồi cái em móc á, cái cây cái nhà vô ai mua cái gì nha, cái móc đưa cái bịch. Xong bắt đầu là xịt xịt cồn, xong rồi bắt đầu đưa ra như vậy nè cho người ta lấy, mà nguyên một cái thời gian dịch luôn. Mà nhà em nó xài cồn nha, tại vì buôn bán ngoài đó mà tiếp xúc nhiều với cái sợ á, em nó mua cồn mà mua bằng xe tải á, chở tới á, mà không phải là em mua nguyên xe tải nha, mà là xe tải người ta chở đi á, tại vì em mua một lần một cái can bự lắm, một cái can bự lắm, em mua một lần mà mấy chục lít đó, mấy can nó mấy lít ta, can nó bự lắm, mà can nó bự lắm, em mua lần mấy can nha, bắt đầu là mua giống như mua sỉ vậy đó. Một can 20 lít như gì á. Cái em về em chia lại cho mấy người ở xóm đồ này kia, tại vì khi mà cồn á đó đi ra ngoài mà mua lẻ, ăn từ từ con, cồn á đi ra ngoài mua lẻ nó mắc lắm, mà nhưng mà lao đi rồi ok, mà lao cái nè lao đó rồi con ăn đi. Mua lẻ ở ngoài mắc lắm, nên là em mua số lượng nhiều vậy, cái em về em chia cho xóm xài thì nó rẻ hơn. Một lần mua cồn như là em mua mấy chị tiền cồn. Con không ngoan rồi đó, chút mẹ không chở con đi qua bà nội đâu, ăn đàng hoàng cho mẹ. Mẹ có ăn, mẹ có đổ đổ gì không? Ăn là phải ăn gì nè, nghe không? Ăn đàng hoàng cho mẹ, còn không là một chút là mẹ không có cho qua bà nội đó. Cái xong rồi á là mua một lần là mấy triệu tiền tiền cồn luôn á, làm nguyên một cái mùa dịch đó là không có bệnh, nguyên nhà không ai bị. Cái vừa mà mở giãn cách ra, cái lúc đó em cũng bán đồ ăn đồ này kia, cái tự nhiên bữa đó mà em bị sốt, mà ở hôm trước lúc đó nha là cho đi chích ngừa, mà chích là vaccine của Trung Quốc á, nhà em không ai chịu chích á. Cái em mới nói vậy nè, bây giờ không ai chích thì em sẽ là người đi chích đầu tiên, tại vì em suy nghĩ là nếu mà chích á, bây giờ đâu cũng đâu có chích liền đâu, ví dụ có chết chết từ từ, nhưng mà bây giờ không chích lỡ nhưng mà mình bị á, mình mà bị mắc Covid đó mình không qua khỏi thì không ai lo cho con mình, với lại mà mình lỡ mình có bị mình về mình lây cho con cái mình hết rồi, cho con một miếng nữa hết rồi. Cái là em đi chích
chích vaccine. Cái mà cũng hên đó là chích vaccine xong cái bắt đầu là em gì cái bắt đầu làm đâu cũng một tuần lễ sau hay gì á, cái bắt đầu là em mới bị dính covid cả nhà. Em bị sốt mà hồi đó giờ là em không có Đó, thấy chưa? sốt. Mẹ ăn cứ chỗ chỗ lại coi con ăn không, không có cứ chỗ chỗ Còn em lại không có nè. đổ đổ. Cái là hả, em Thấy bị sốt chưa? cái là em Ăn nghi em không bị có covid chỗ rồi. chỗ á, mẹ Cái ăn em giống đang con vậy vậy đi. cái em lật đật em Ăn chạy đi. về, em chạy về phòng trọ. Hồi đó em ở phòng trọ, cái em chạy về phòng trọ. Cái em mua que về em test. Em test bắt đầu là em cách ly cả nhà hết luôn, có một mình em ở phòng trọ thôi. Bắt đầu là em không cho ai tiếp xúc với em hết á, mà lúc đó hả sợ lắm cả nhà. Tại vì á, lúc đó Henry nó còn nhỏ xíu à. Rồi cái kiểu giống như mà giờ thôi mình chết thì mình lúc đó chết nhiều lắm, sợ lắm, mình chết thì mình chết mình thôi, không có lo gia đình theo. Cái bắt đầu là em không có cho ai tới lợi gần em hết trơn á, không có cho ai ấy, như ở nhà là em là coi như là em tự sinh tự diệt ở trong phòng trọ luôn. Ăn đàng hoàng nha, đó em đi ăn giỏi. Cái em sáng bắt đầu là em dậy nha, em tập thể dục, em hả nấu ăn nấu uống, bắt đầu em xịt cồn, em xong rồi em dọn dẹp nhà cửa đồ này kia để cho nó ra mồ hôi á, để cho mình không có bị mình khỏe người ở cái nhà. Tại lúc đó em cũng sợ lắm. Cái đầu 2 ngày sau cái Henry nó sốt, bà nội gọi á, bà nội nói Henry sốt rồi. Tại lúc đó nhà em là bao nhiêu người mà làm Henry với lại nhà em là đi qua bà nội ở hết, tại bên em là em cách ly hết, không có cho ai lại gần em á. Cái Henry nó sốt, là em biết rồi, vừa gọi qua nói Henry sốt rồi, cái rồi nó rồi xong rồi, vậy là bị em lây rồi. Cái bắt đầu là vừa nghe vậy xong là test anh này xong, cái anh này anh khóc quá trời luôn, bị dính covid luôn. Chở qua giục qua em bắt đầu là 200 ảnh, mà lúc đó em sợ lắm, tại vì nó nít nó đâu có cái vaccine như người lớn mình đâu. Cái em cũng gọi người này người kia, cái cũng có nhiều người khuyên em á, nói là con nít đó, tại vì nó đỡ hơn người lớn, là nhiều khi có những cái vaccine này vaccine kia trong người ảnh á nó đỡ, mà lúc đó trời anh bị mày hả, em sợ kỳ luôn. Chứ hai mẹ con ở nhà xong rồi ăn cháo ăn đồng nè. Lúc đó là hả em nói thiệt luôn, em sợ cực kỳ luôn. Cái em người này nói là nói gì cái em cũng đỡ, em cũng hai mẹ con ở nhà xong xong hơ đồ này kia. Cái bắt đầu là em test đồ này nọ là cũng từ từ cái nó mờ mờ dần, cái em hết, cái anh này em cũng hết luôn. Cái bắt đầu là nói chung là từng người trong nhà em là bị cái kiểu giống như mà bị từ 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 từ. Giờ em mang tới cái má heo, bị từ từ từng người bị hết luôn. Nhưng mà hả em bà cái người bị đầu tiên lây cho cả nhà. Hôm nay con ăn không ngoan. Con hết rồi, cho con một miếng. Cái là tự nhiên cái em đang kể cái em nói hết rồi cho con miếng, cái em quên em kể tới đâu. Cầm đi, con cầm tay con ăn đi rồi chút mẹ rửa tay cho. Tay nãy rửa sạch rồi, cầm. Cầm. Anh này nó kỹ lắm. Anh đi ra tắm biển, anh sợ đụng cát. Đi hai giỏ nhón 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 sợ cái gì. Sao chị xé nè.
Ví dụ con đang xé con kể vô. Trời ơi ha, cái lúc Covid nha, em nhớ rồi. Cái lúc Covid á, em sợ nhất, cái ám ảnh nhất là cả nhà biết gì không? Test Covid. Trời ơi, test cái gì mà hả? Chọt một cái hắn thấu tận trời mây luôn. Ăn nè, ăn đàng hoàng đi, phá nó nha. Xé ra bỏ vô được. Lúc đó mà đi ra đường, ai mà được đi ra đường á, bán đồ ăn thực phẩm gì đó cả nhà, cái được đi ra đường nhưng mà cũng sợ, đi ra sợ bị dính Covid về lấy nữa. Cùng ly, Có hả cả nhà biết cùng có ly luôn. nè. Ok, con ăn đàng hoàng. Lúc đó đâu có tiền đâu nên là phải đi đi bán như vậy á, đi bán đồ ăn gì đó, là ở bên nhà nội á của Henry nè cả nhà, ở ngay chợ á, cái là hả gửi ảnh cho bà ngoại giữ, có tuần gửi không gặp, không có đứng về về sợ như bị dính Covid về lây cho ảnh á, trời nhớ nhớ chịu không được luôn. Ăn chắc không à. Con miếng gì có khó trời. Tâm cô á, Con tao ừ, bánh xém được con tôm mà không bằng, tính là hết rồi, con hư con không ngoan rồi, hay là không ai thương con nữa. Dạ con sẽ nghe đâu mẹ. Ừ. Con ăn hỏng cổ gì hết nè. Giỏi chưa về, Không đủ. không đổ luôn, đúng rồi. Ừ. Con sẽ ăn nhiều con về không uống nước mặn nữa, uống nước hồi nhiều và bị bao tử bác sĩ cãi dặn rồi. À, uống nước ngọt nhiều là bị bao tử, bác sĩ để dặn. Hồi đó nhà em đi sanh ảnh á, cái vô cái bác sĩ chích gây tê á, gây tê xong cái gạch mổ á, mà cái cơ địa của em là nó không ăn tê sao á, cảm giác đau em la làng nữa, em la quá trời luôn, đau quá em la, Hãy gặp con. cái em đau quá em la, tại vì gạch đó một cái là em biết là cái vết gạch đó chứ không phải là mình đau ấy. Tay mẹ cũng dơ, để con la cho Không không mẹ. không 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 cần, mẹ đang ăn, con ăn đi. Mẹ đừng Cái bắt đụng đầu là vô cái ý mình coi nha mẹ mơ cái cha mẹ dơ rồi bác mẹ rửa tay đây mẹ tự mẹ rửa tay nha. Ok, cái bắt đầu là gây mê, em mời bác sĩ gây mê tại em sanh mổ. Cái gây mê á, cái xong cái lúc mà em tỉnh dậy á, cái vô cái có cái anh điều dưỡng á, cái anh hỏi là con chị bé trai bé gái chị biết không, thì cái lúc mà em đi siêu âm thì em nghe bác sĩ nói con trai, con đi đâu rồi này quên đấy. Con chỉ có con quay clip cho mẹ thôi, con cứu mẹ quay clip với mẹ á, Ừ, con cú mạo rồi lít với mẹ. con cứu mẹ quay trứng cho quay clip với mẹ nha. Thôi con ăn giỏi đi thì con mới là giỏi, còn con không giỏi là mẹ không không đâu có giỏi đâu, là con đâu có giỏi. Cái xong rồi cái em thì em nói là biết con trai, cái anh hỏi là chị Con biết có con không chị mấy giỏi ký hả? không, em nói là em không biết, tại lúc đó em gây mê em đâu biết đâu. Cái xong cái chút Con cái có không ảnh đi, ảnh hỏi như xong cái anh bỏ ảnh đi, cái chút cái có chị hộ lý ảnh nói con chị này, chị nhìn em bé đi. Trời ơi, câu được cái em nhìn xong ảnh xong cái câu đầu tiên em thốt lên trong lòng, trời em này suy nghĩ giống đầu như nào, trời đất ơi cái này phải con mình không trời, sao cái mỏ nó rảnh dữ vậy trời, phải con mình không. Mà lúc đó trời ơi, đẻ ảnh ra thấy cái miệng trước, cái miệng ảnh nó một cục luôn, mà giống như cái kiểu mà bị người ta bơm môi mà bị lỗi á, con ăn đàng hoàng đi,
mẹ không vui rồi đó, mẹ không thích con rồi đó, con ăn không đàng hoàng rồi đó. Cái kiểu mà bị bưng môi mà bị lỗi đó nha. Thương nhau. Thương nhau thì con phải ăn thì mẹ ăn mới thương. Này. Rồi, cái là giống như kiểu mà bưng môi bị lỗi á. Trời ơi, nó sưng lên một cục. Cầm hay không phải sưng mà. Ra, cầm vô mắt mẹ đua cho. Cái này cái mẹ muỗng bỏ mà. Cái dao ra gì? Cái này cái muỗng mà. Cái xong là em nói như em nói như vậy. Cái muỗng hả? Để cái con muỗng dẫn mà. Con. Rồi, hết rồi. À, cái muỗng đặt hơn. Sao mẹ muốn ăn vậy vậy hả? Còn mắt nè. Con cà. Con tưởng là cây dao á. Mà con tưởng không nhọt ai. Cái em nói như em suy nghĩ trong mình đầu như cái em cứ suy nghĩ hoài. Trời, không biết có lộn không ta. Sao mà nó không giống mình mà nó cũng không giống ba mà không giống ai. Sao mà cái miệng kỳ quá à? Mà em đâu biết là nít mới đẻ ra là nó như vậy đâu cả nhà. Cái xong sau này lớn lên miệng y chang em luôn. Miệng không giống ai. Ăn mẹ ăn đổ con ăn không con đổ con ăn. Mẹ là người hư con là người thắng. Ai ăn vui trước là người mẹ là người hư con là người thắng. À, chật vật nãy giờ mới được cục thịt cả nhà nổi cơ lên hết. Mấy clip đầu lên thì những kiểu mà ảnh còn ngại ngại, giờ bắt đầu cả nhà thấy anh quậy không ăn đổ rồi mẹ không thương luôn. Mà em á là em sanh mổ á nên đâu có đau bụng gì đâu. Cái em vô cái bác sĩ chỉ định nó mổ nên đâu có đau bụng nha. Cái em đi vô nha mà mấy chị kia cứ hỏi mà trời em thôi em đi đẻ nhìn em tỉnh bơ chứ em đâu có đau bụng mà không tỉnh không kinh hả. Ba hai không thôi miệng dơ quá à. Ăn không hết đi rồi không ăn không hết ăn không hết là không được không ok à, cho cái này nè trắng đi. Cảm ơn ai cảm ơn mẹ. Cái này mềm mềm mà đúng không đúng rồi cái này là cực á cả nhà. Bỏ vô đây nha. Cầm. Bỏ vô đây vô mới được. Cho mẹ ăn luôn. Mời mẹ ăn luôn. Ăn à, con cục nữa. Rồi. Vô. Đừng uống nước ngọt nhiều nữa thấy chưa? Uống nước ngọt nhiều, uống nước ngọt là bị bôi trữ không được uống nước ngọt. Ai nói con như vậy? Bác sĩ đã nói, đã dặn. Bác sĩ đã nói, đã dặn như vậy hả? Vậy sao con không nghe? Tại mẹ với con không nghe thì bác sĩ đã buồn rồi nhìn ghê bác sĩ buồn rồi kiểu à rồi ăn ơi thấy chưa con bác sĩ đã buồn lạ đó ăn cháo rồi để bác sĩ buồn rồi chị biết đi rồi mẹ biết đi rồi. Uống nước ngọt bị trong bô đỡ không uống nước ngọt được nữa. Không ăn cháo mới tốt cho sức khỏe. Ừ. Ăn cháo rồi tốt cho sức khỏe. Ăn quả cháo cho tốt cho sức khỏe. Ăn quả nho cho chưa tốt cho sức khỏe. Bây giờ mẹ ăn xong mẹ đi qua bà nội chơi đi.
Mẹ sẽ cầm cái tô là mẹ hút. Con sẽ cầm luôn hết. Để cho xuống để bể bây giờ mẹ ăn hết nè. Rồi con hấp hết đi. Rồi cụm ly, cụm tô, cụm này nè, cụm tô cháo nè, hai bạn vô rồi hấp hết luôn. Cụm ly luôn, thôi không cụm ly nữa. Nãy ăn mẹ mua lấy khăn giấy. Bây giờ video hôm nay của trên kênh của em Như La Cà xin được phép kết thúc nha. Em xin kính chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn một buổi tối ăn ngon vui vẻ. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.